Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bản tin S News. Và ngay bây giờ hãy cùng với mình tìm hiểu xem trong ngày hôm nay có những tin tức nào nổi bật và hấp dẫn. Những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 mới đang diễn ra đã khiến cho rất nhiều người hoang mang và lo lắng. Những sao Việt đã buộc phải hoãn show và tạm dừng công việc. Dù vậy nhưng những sao Việt vẫn đồng lòng kêu gọi chống dịch. Tình hình về COVID-19 đang trở nên phức tạp hơn khi phát hiện thêm những ca nhiễm mới trong cộng đồng. Trước tình hình có phần căng thẳng, rất nhiều sao Việt đã phải hoãn show, tạm dừng công việc. Dù vậy nhưng những sao Vbiz không tỏ ra quá buồn. Họ còn nhờ sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi người dân đồng lòng chống dịch. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, mới hoan hỉ một chút vì tháng 8 này có nhiều hoạt động, mấy nay nghe tin mà hoang mang thật sự. Mong mọi người hãy cẩn trọng, đừng chủ quan và ý thức cộng đồng một chút để cuộc sống bớt khó khăn mọi người ơi. Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ, cả nhà hãy giữ gìn sức khỏe và cuối tuần thật an lành nhé. Cường Đô La thì lên tiếng kêu gọi rằng, việc đơn giản nhất mà chúng ta ai cũng có thể làm để cùng chung tay đẩy lùi COVID-19 đó là hãy nhớ mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi ra ngoài và tiếp xúc với những người khác. Chúc cả nhà tuần mới đầy năng lượng. MC Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ, bảo vệ bản thân và giữ sức khỏe phòng chống dịch bệnh nhé cả nhà ơi, vì một tương lai du lịch cùng gia đình. Covid ơi, mệt mỏi thật sự. Thời điểm hiện tại chính là thời điểm dịch bệnh đang hiện hành, vì vậy mỗi chúng ta không được chủ quan, phải thực hiện các biện pháp chống dịch, cùng nhau đồng lòng và chiến thắng đại dịch một lần nữa. Chúng mình Let's News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày.